Các bạn đã trở lại với kênh Phan Hoàng TV. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và chia sẻ những cái clip mình đã đăng lên. Rồi mong giao lưu được với các bạn, chia sẻ những cái công việc hàng ngày và những bất cập xã hội. Hôm nay mình chia sẻ về vấn đề là thổi nồng độ cồn. À, các bạn cũng có đã xem trên Facebook rồi, các bạn cũng biết là có clip là chú rể tức giận trong một đám cưới. Chú rể tức giận trong đám cưới là để là sai lực. Thứ nhất là lực gia đình là coi như mất hiếu. Rồi mời cha uống rượu mà cha không uống, mà tạt ly rượu mà đá đổ cái bàn tiền như vậy là coi như là cái lực gia đình là cũng sai rồi ha. Cái lực thứ hai là cái lực nhà, pháp luật đưa ra là cái lực 100 của nhà, chính phủ là từ ngày 1 tháng 1 2020 đó là mức độ còn là trên 0,4 là bị phạt thổi. Thì đây là người cha đã tuân lệnh pháp luật chứ không phải là phản đối cái lực đó. Ông ta đã không uống rượu là lý do là ông đã hiểu lực, ông đã chấp nhận cái lực đó, cho nên là anh này anh mời chú rể mời rượu cha mình uống mà ông không uống thì tức quá tạt đổ ly rượu. Hỏi vậy là cái lực đưa ra vậy như thế nào, như vậy là có ảnh hưởng gì tới gia đình hay không. Một người thì bất chấp pháp luật mời rượu uống, mời người khác uống, một người thì là chấp nhận cái lực đó để họ không uống rượu, thì thế là xảy ra một mâu thuẫn. Chứ đừng có nghĩ là tức giận gì hết, cái đó là ông kia là ông sợ bị thổi nồng độ cồn, nói chung là vậy, ông sợ bị sai lực cho nên ông không uống. Còn anh này thì có suy nghĩ là mời mà không uống thì tức quá đạp đổ cái bàn rượu tiền đó ha. Còn cái thứ hai nữa là mình cũng nói là như giờ nếu mà đo nồng độ cồn như vậy thì những cái nhà hàng tiệc cưới á, sau này họ sẽ tổ chức là họ đi kèm theo, đem theo thí dụ là 100 bàn thì là tới là một bàn 10 người, 100 bàn thì nó tới là 1000 người, thì nhà hàng tiệc cưới sau này sẽ phục vụ thêm là 1000 cái bổng đó, thêm 1000 cái bổng nữa. Đến khi mà đi khách đến chung vui với đám cưới đó thì nếu mà không để xảy ra cái chuyện mà mời rượu mà không uống, mà để xảy ra cái chuyện mà đạp đổ bàn tiệc như vậy, thì nhà hàng tiệc cưới là phải đem theo phục vụ là tùy theo số lượng khách đó, là phải phục vụ thêm số võng để cho khách họ đến chung vui với gia đình, uống rượu bia xong rồi họ mắc võng đó, họ ngủ khi nào mà cái nồng độ cồn của họ hết đi á thì họ về là họ sẽ không bị ảnh hưởng về là pháp luật. Nó cũng phiên là những cái dịch vụ đám cưới nhà hàng thì mình thí dụ nhà hàng cao cấp đó, thì mình có thể làm thêm mấy cái phòng nhà nghỉ để cho những người anh người cha người chú mình nó mà đến chung vui rồi đó, thì cũng có chỗ mà nằm ngủ rồi các như các chị mà có nhậu á mà không ngủ chung được các cha các chú mình á thì có thể là mình trải chiếu mình nằm trên vỉa hè gì đó mình ngủ nha, để cho hết nồng độ cồn đi rồi mình hả về, chứ không đó là mình sẽ bị phạt nó, mà phạt chính này là phạt cao lắm chứ không phải phạt như ngày xưa đâu đó. Cho nên là mình có sáng kiến như vậy để chia sẻ đến những cái dịch vụ nấu ăn và nhà hàng tiệc cưới để có một cái biện pháp để cho khách hàng của mình không bị phạt. Mình đã vui rồi mà còn bị phạt nữa thì tội cho khách quá. Cái thứ hai nữa là sau này nếu mà về đám cưới cô dâu chú rể mà làm lễ gia tiên cho hai bên gia đình thì chúng ta cũng nên là uống nước ngọt thôi hoặc uống nước lọc, chứ không có mời rượu như hồi xưa là ly trà mâm rượu gì đó, thì coi như là bây giờ mình đổi là ly trà chai nước ngọt cũng được không sao, chứ mà hớp vô một ly tí thôi, một cái ly rượu mời gia tiên đó, mời ông mời bà chào họ đó, một vậy thôi là bị phạt nặng lắm. Thí dụ như mình đi xe Honda thì cũng phải là theo luật thì chắc không phải 500-600, 700-800 triệu bạc. Còn mà nếu mà các chỗ cái
cô chú mà nhà giàu á, mà đi xe ô tô á, mà một ly vậy là nó trị giá tới 7-8 triệu, 30 triệu mà giam bằng 12-24 tháng thì cũng thua luôn á. Đừng có nên uống nha, đừng nên uống ly rượu này nha, ly rượu độc đấy. Đó, sau này mình có việc là làm lễ gia tiên mình đem nước ngọt cho mình uống nha. Rồi còn như là mình cũng hiến kế luôn cho các anh cảnh sát giao thông như vậy, để mà khắc phục những tình trạng mà quá nồng độ cồn say xỉn chạy ngoài đường mà gây tai nạn. Thì em khuyên các anh là cứ mỗi cái đám cưới như vậy á, là các anh có một cái tổ tầm 4-5 người đó, cứ đứng ngay cái cổng đám cưới á, rồi các anh cứ đứng đó rồi cầm cái máy đo người có con cái ra mới đo kịp. Chứ còn họ khách mà họ ra rồi mà mình có một cái máy á, thì nó có thể mình đo chậm nó bị kẹt xe hoặc đẹp kẹt đám cưới nha các anh. Cho nên mình phải, nếu mà năm năm đồng chí á, thì năm cầm 5 cái máy để mình đứng ngay cái cổng á, khi mà khách vô cô dâu chú rể họ tiếp khách vô rồi á, mà khi mà khách về á thì cũng phải để cho cô dâu chú rể chụp cái hình mà để lưu niệm nha. Khi mà chụp hình lưu niệm xong rồi các anh cứ đứng ngay cái cổng á, đứng ngay cổng hoa á, là cứ anh cứ đút vô thổi thì xong, thổi xong rồi qua anh kia đi ra lập biên bản đi ra thôi nha. Chứ mà anh đừng có đứng từ xa mất công lắm, mà mình thổi mất công tốn hơi mỏi miệng lắm. Cứ đứng đó đó, đừng có thổi còi nữa, cứ đứng ngay cái đám cưới á. Thí dụ như là chỗ nào có đám cưới thì anh em chia ra top 5 người, 5 người đứng y như một giang hồ bảo kê vậy đó, mình cứ đút vô mình thổi thôi đó. Mình khỏi cần phải làm gì phiền phức hết, phải tổ chức gì mệt lắm. Cứ ngay đám cưới là mấy anh đứng ngay cổng á, đứng ngay cổng làm luôn à, không sao đâu. Lực đã đưa ra thì các anh cứ chấp hành thôi, nhưng mà làm sao mà nó tiện nhất, nó lợi nhất ha. Tại vì lực đưa ra thì nhiều cái mấy anh phơi nắng phơi sương cũng cực, cho nên là thôi mấy anh cũng dạng như em muốn chia sẻ với anh là cứ đứng ngay chỗ đó, đứng ngay cái cổng đám cưới á, mấy anh cứ thổi nó không có gì hết á, lực mà ai cãi đâu đó. Với lại bên ví dụ như là bên thông tin truyền thông á, thì cũng phải cho dân bà con người ta có số đường dây nóng, nóng là nóng phỏng tay luôn nha, nóng á, là những cái đội công an giao thông nào gần nhất, để khi mà thí dụ như mình ở trong xóm mình có đám cưới nào đó là mình điện liền, mình điện nóng liền tại chỗ gì đó cho anh em xuống trực nha. Chứ không thì nói chung là sống nhờ dân, mà dân mách đó thì các anh làm thì thôi giờ cứ cho một cái số đường dây nóng để khi mà có gì đó thì em hay là bà con người ta đó, người ta trong xóm có đám cưới đó, là người ta điện liền điện gấp. Thí dụ như ngày mai là đám cưới, là đêm nay là người ta điện rồi, thì các anh để cứ đem mùng đem giỏng xuống mà dân dân chờ người ta nhậu xỉn ra đè thổi nha. Đó gì đó đè thổi rồi nào cự cãi cột đầu cột cổ đó, giục con xe bồn chở đi thôi, không sao đâu tại lực mà hả. Nhưng mà phải có đường dây nóng, nóng mà nóng phỏng tay luôn nha các anh đó, để cho nó chất cái hành cái lực cho nó nghiêm chút xíu ha các anh ha. Thôi bây giờ khoan màn tivi cũng tối rồi, đêm khuya rồi cũng định ngủ, nhưng mà thôi ngủ không có được, bồn chồn sợ lắm, tại sáng giờ cũng uống có một ly rượu mà chút xíu mà là ngủ không dám đi ra ngoài. Đi ra ngoài mà thổi một cái là coi như bức bức luôn, không xong luôn đó nha. Sợ giờ sợ rượu sợ bia lắm rồi đó. Còn những thí dụ như sau này mà anh em bà bạn bè mà không phải đám cưới nha, cứ lại nhà chơi đi, lại nhà Phan Hoàng TV chơi, cứ nhậu xong là Phan Hoàng TV á, lấy chiếu trải ra ngoài đường á, nằm xà lai ngoài đường á, chừng nào tỉnh rượu phải về.